gái thôi, đàn ông là không mời nhá. Ok, bạn là tiếng Hàn Quốc hay tiếng Trung Quốc ấy nhá. Chào tất cả mọi người, chào Nguyễn Phương Thảo. Ok bạn Bắc nhá. Cho em một vé hồng 1982, em nhắn tin đi để chị gửi vé cho. Đúng rồi, em để lại tin nhắn đi thì sẽ đổi gió. Nay chị Kiều sướng rồi. Ôi giời ơi, ngày nào tao chả sướng, vấn đề là có chịu được nhiệt hay không ấy chứ. Cho em một vé Thảo Su Sinh Tu. Ok, em nhắn tin cho chị nhá. Chỉ mời nói chung là như này lại gơm khổ chứ không, tôi vừa live stream bên toán các ông xăm chỗ nhắn tin thôi, đến đấy người ta chạy cụ nó hết. Tôi chỉ mời các chị em phụ nữ thôi, ai mà muốn đến để giao lưu tìm học hỏi cách về kinh doanh nha thì nhắn tin cho tôi gửi vé cho ngày 25, sáng ngày 25. Bạn Tila Ruby, ok nhắn tin cho chị. Anh ơi đưa cho em cái chai nước đây. Tôi nói lại một lần nữa này, chương trình sẽ được tổ chức tại quận Tân Bình. Chương trình sẽ được tổ chức tại quận Tân Bình, nhà hàng Hoa Sứ 18 Hoàng Việt. Hoàng Việt. Và nói luôn là chỉ mời chị em phụ nữ thôi. Đàn ông không mời nhá, trẻ con không mời. Đấy, chương trình sẽ là đến giao lưu về kinh doanh nhá. Giao lưu học hỏi, chia sẻ về kiến thức kinh doanh online. Đấy, và được gặp gỡ giao lưu với cả anh Phú. Phú sợ Kiều một phép, mẹ mẹ chồng về sợ vợ là đúng rồi mày ơi. Nhà nó phải có lóc nha. Sợ lắm. Em có đứa chuyển giới được không? Được. Chuyển giới được. Tóm lại là Lam chuyển thành nữ là tao nhận nha. Có người yêu, chị có người yêu chưa? Chị chưa, chị mới có chồng thôi. Em làm tóc, chị mời em không? Chị được, ai kinh doanh là được mời. Chứ không mời mấy ông xăm chỗ với cả tổ lái là tôi không mời nhá. Nói rõ luôn nhá. Đấy. Và đến là không mất một cái gì hết nhá. Chứ không lại sợ tôi, vợ chồng tôi đến mời các ông các bà đến để lùa gà là mệt lắm đấy. Đúng rồi. Ừ nhá. Đến là đến để giao lưu, chia sẻ cách kinh doanh online trên các cái nền tảng. Đấy. TikTok. Đấy. Ừ, chị đang ở Sài Gòn. Và chương trình sẽ được tổ chức tại quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn. Và thời gian tổ chức là sẽ là 8 giờ sáng nha. Các bạn nhận được vé mời thì sẽ biết được lịch cũng như là địa điểm chính xác. Ừ, anh chị nào, em nào, nhất là phụ nữ mà muốn tham gia cái khóa đấy, muốn tham gia cái chương trình đấy thì nhắn tin cho chị. Không cho vay tiền. Tiền đâu mà cho vay, cho bọn nó cho vay trên mạng là toàn lừa đấy nha. Các bạn đừng vay tiền. Nói chung là trên mạng là toàn lừa đảo hết đấy. Bọn nó là vay tiền với cả không cờ bạc lô đề qua app là đều lừa đảo hết, các bạn đừng có tham gia vào chương trình đấy. Bạn nào hay là em nào, con gái nhá, chị nói luôn là chị chỉ mời con gái thôi nhá. Chị không mời con trai và không mời dân xăm chỗ với tổ lái đâu nhá. Thế cho đỡ mất thời gian nhá. Muốn tham gia cái chương trình đấy. Đấy. Thì nhắn tin ở vào cái TikTok này cho chị xong là chị sẽ gửi vé cho. Nhá, chị sẽ cho nhân viên liên hệ gửi vé miễn phí cho. Và chỉ có mấy chục vé thôi, dành cho mấy chục chị em trên top top thôi. Bởi vì là chị cũng mời đông rồi nhá. Anh Phú về Quảng Ninh uống rượu đi, em mời không? Ok, khi nào anh về thủ đô thì anh sẽ... Đây đang trong Sài Gòn. Về, anh đang ở Sài Gòn nhá. Bạn Ấu Trĩ hay là bạn gì đâu rồi, tên Ấu Trĩ. Ok, em muốn đi em nhắn tin vào TikTok cho chị nhá. Chào bạn Ngọc Lê. Vé gì chị yêu à? Tức là sáng ngày 25 tại quận Tân Bình, bên chị có tổ chức một cái chương trình về giao lưu, giao lưu về cách và học hỏi cách kinh doanh online nha. Bên chị sẽ làm cái chương trình đấy. Nếu như em nào là em gái, chị chỉ mời con gái thôi, muốn tham gia học hỏi cách kinh doanh online trên các nền tảng mà các em muốn làm hoặc là muốn học hỏi thì các em đến. Và chị có mấy chục vé thôi, dành cho các chị em ở trên top top. Chị em nào muốn lấy vé mà muốn đi học hỏi, muốn giao lưu tìm cách kinh doanh online, em ở Tân Bình đấy, thì là em nhắn tin vào đây, xong tí nữa chị lấy nhắn tin, xong rồi tí nữa chị sẽ gửi vé cho. Chị sẽ gửi vé cho. Đó, vé miễn phí nha. Mà đến đây là không có sợ lùa gà đâu nha, không ai lùa đâu nha. Chị sẽ gửi địa chỉ cho. Đấy. Anh nói đi. Nhà Phú Lê là bất kỳ kể chương trình gì. Giao lưu với các bác đây, cứ em vuốt tóc đi đây này, còn cái đây để em nói cho. Vuốt tóc cho anh đi.
Và là anh chị em nhiều yên tâm là nhiều Phú Lê không bao giờ thu phí của anh em một cái gì nhá. Chào chú Phú, ok bạn anh Khiêm nhá. Cho nên là tất cả những anh em là chị em khu vực Sài Gòn mà những ai mà có vé thì sẽ được biết không không lùa gà đâu, yên chính tâm xác địa chỉ nhá, để chúng ta đến tham gia giao lưu cũng như là hôm đấy cô Lê cũng biểu diễn ở đó. Tôi nói thật với các ông các bà như này, ở xã hội này chỉ có những người tham thì mới bị lùa gà thôi. Lương thì ok, còn mình làm ăn chân chính thì không thằng nào nó lùa được mình đâu nhá, yên tâm là như thế. Đúng rồi, tự nhiên bị lùa ấy là phải có một cái lợi gì lớn thì mới lùa được người ta chứ. Chú Phú ở quận, chú đang ở quận nhất con ơi, Tân Bình. Tân Bình mà. Đúng rồi, Tân Bình. Thế sao? Là các ông ơi, các ông tặng tim cho Thúy Kiều tôi không được nhở? Ít ra phải cho bé đồ chọc cái tim ở đây cho nó uy tín. Cảm ơn Vũ Gian nhá. Ước gì được anh Phú cái gì gai. Follow TikTok à? Ok follow. Chú Phú ơi, bên cháu cái gì kia? Nhanh thế. Anh Phú đẹp trai, cảm ơn bạn Thái nhá. Chú có dùng máy sấy không ạ?